quý vị khán giả đã đến với chương trình Gõ Cửa Âm Nhạc của Ban Ca Nhạc Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Thưa tiến sĩ Nguyễn Bách, thì trong chương 1 của bản Concerto mùa thu của Vivendi thì nhạc sĩ đã sử dụng hình ảnh lá vàng, hình tượng về mùa thu, hay là nhạc sĩ đã dùng những cái hình ảnh nào khác biệt mang đậm dấu ấn của Vivendi để khắc họa một mùa thu trong Concerto này ạ? Mùa thu của Vivendi khá là đặc biệt, không có lá vàng rơi, không có cái lãng mạn, không có cảnh ướt át. Cho nên nhiều người mới thắc mắc là tại sao mà mùa thu thường gắn với sự buồn, tình cảm buồn, mà của Vivendi là bắt đầu bằng pha trưởng, hoàn toàn viết trong giọng trưởng. Bởi vì đối với Vivendi, mùa thu là cái mùa bắt đầu của cái vụ gặt hái thành công, và mọi người vui mừng trong cái thành công đó. Rồi kết thúc mùa thu cũng vậy, đó là một cái cuộc săn bắt của giới quý tộc hay tự tổ chức vào mùa đó. Vì vậy cho nên là mùa thu của Vivendi là mùa của mùa bội thu. Với những cái thông tin và những cái chia sẻ rất là hữu ích và rất là thú vị về tác phẩm Concerto mùa thu của nhạc sĩ Vivendi, xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Bách. Và sau đây xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức chương 1 trích từ Concerto mùa thu của nhạc sĩ Vivendi qua phần biểu diễn của các nghệ sĩ nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh.